Ủa, thằng ngang làm gì trừ không ăn Tết à? Thằng trừ thằng ngang mà làm đâu kịp đâu em. À, đợi chị xíu chị nhìn. Mụ này là không nhìn thấy luôn á. Thì ra không thấy luôn đúng không? Chị nhìn còn không thấy nên giờ đừng nó camera. Phương tới luôn rồi. Phương hồi nãy em tới em gặp hai thằng luôn. Thằng Vũ với thằng Chí. Vừa về luôn. Về rước. Quanh đầu chị có sao hệ đó rồi.
khách đông chưa, hay chưa? Cô Loan, ai mà kêu cô ghê đó. Khó móc bụng này. Một đi nông thôn, nhưng mà có nghĩa là tháng này thôi, còn lại nói chuyện với nông thôn. Tại vì năm nay công ty điều chỉnh lại cái memo này, mà anh sẽ tính toán lại, với lại anh sẽ làm cái dạ em biết mà, dạ em biết không, tại vì do là không ai bắt buộc, nhưng mà anh hiểu, có nghĩa là anh biết là thằng Hậu mà cái hồi đó thằng Hậu là hồi đó là đã làm trưởng phòng rồi, là không hai tháng đi thì em tưởng đi rồi, nhưng mà ý là Nhung á, là khi mà Nhung vô là Nhung có thể đứng dưới Hậu, anh hiểu không, nhưng mà Nhung, nhưng mà em nói với Nhung á là tại vì do Nhung mà nếu mà Nhung đứng dưới Hậu á là em được 3%, nhưng mà Nhung mà đứng dưới em á là em được 6%, thì Nhung làm được bao nhiêu là em sẽ đưa lại cái 3% cho Nhung, là từ cái hồi mà Nhung Nhung vô á tới bây giờ, nhưng mà bây giờ memo với lại cái ca Nhung của anh không có đủ, nên là em nói chuyện với Nhung rồi, nhưng mà cái tháng 1 này là vẫn bình thường, còn qua tháng 2 em sẽ tính toán lại và em ra từng cái chỉ tiêu chứ không phải là 3% nữa, là em nói với Nhung rồi, Nhung đồng ý rồi, nói chung là em tính toán được, với lại kiểu như là anh hiểu không, tại vì do cái hoàn cảnh như rứa thì mình phải như rứa thôi, chứ giờ bây giờ trong phòng học hồi nói chung mà đến đi học thì em cũng có anh VAT rồi, em cũng có nhiều cái khác, thì nói chung là dù đang là một dạ, nên là em
hiện tại em biết cái tính của anh, lại nói chung là dù anh mình cũng biết qua biết lại á, kể được bạn.